Chiều nay em đóng hàng cho anh Đô Tới ở Hưng Yên. Anh báo đơn với em là 100 sản phẩm, mà cách đây ít hôm nữa anh có đặt em một ít sản phẩm rồi. Và anh bảo là nhiều người cũng đặt anh quá, thôi bây giờ em gửi cho anh 100 sản phẩm đi. Mọi người có thấy tuyệt vời không? Công việc của anh là làm trong một công ty gạch men bốc vác bằng chủ yếu là sức người, bởi vì không dùng đến máy móc bốc vì nó sẽ bị tì vết lên bên gạch nó. Cho nên là toàn là dùng sức người bốc vác thôi. Cho nên là mọi người rất là hay bị đau nhức, rất là mệt, công việc nó nặng nhọc lắm. Thì trước đây khi em có hay live stream em bán hàng thì anh Đô Tới có dùng sản phẩm của Dạ Thảo Liên và anh nói sản phẩm rất tốt em ạ. Thì em có chia sẻ các giá trị kinh doanh này cho anh. Em nói anh ơi, công việc hiện tại của anh rất là nặng nhọc, thì anh có thể tìm hiểu thêm Dạ Thảo Liên để anh kinh doanh. Và được thì sau này anh có thể là chuyển hẳn qua toàn tâm với lại Dạ Thảo Liên luôn. Bởi vì Dạ Thảo Liên hiện tại sản phẩm của Dạ Thảo Liên rất là nhiều người cần và mắc phải. Ngoài cái việc dùng tốt ra thì kinh doanh nó càng tốt hơn nữa. Thì anh cũng đã đồng hành cùng với em, và đến nay hơn 2 tháng thì anh có nhập em cũng nhiều lần rồi. Mà đợt này thì anh quyết định nhập 100 sản phẩm, trong đó 20 răng miệng, 20 an nhi, 20 ngãi cứu, 20 xoang, 10 hôi nách và 10 an dân. Đó, cả nhà thấy tuyệt vời không? Ngoài công việc chính của mình có thể tìm hiểu thêm để kinh doanh thêm cái sản phẩm của Dạ Thảo Liên, bởi vì nó rất là dễ mọi người ơi. Sản phẩm giá thành nó rất là thấp mà lại tác dụng nhanh nữa. Thời hạn sử dụng thì nó lâu, mà vận chuyển nó cũng dễ dàng nữa mọi người ạ. Có thể ở nhà mình bán cũng được, đi làm hay đi đâu bất cứ nơi nào mình cũng đều chia sẻ cái sản phẩm này cho mọi người. Cho nên hôm nay em làm clip này em cũng muốn nói rằng là cái sản phẩm của Dạ Thảo Liên ngoài cái việc dùng tốt ra thì được kinh doanh lại càng tốt hơn. Nếu mà anh chị em nào muốn tìm hiểu để kinh doanh Dạ Thảo Liên thì hãy liên hệ với em nhé. Em chào mọi người ạ.